buổi học ngày hôm nay các bạn đã được thầy Xuân và thầy Thành và thầy Toàn đã trình bày tất cả những cái kiến thức về phong thủy, mặt bằng và dựng di tích kiến trúc. Tiếp theo của bộ hồ sơ là chúng ta sẽ phải triển khai cái phần kết cấu của cái nhà này. Thế thì sau đây tôi sẽ trình bày với các bạn một cách chi tiết tỉ mỉ về cái quy trình để chúng ta có thể tính toán được cái kết cấu của ngôi nhà này. Để tính toán được kết cấu của một ngôi nhà thì chúng ta sẽ qua những bước. Bước đầu tiên là bước lấy thông tin của công trình. Đấy, thì quý. Đấy. Bước lấy thông tin của công trình. Bước này là rất là quan trọng, là chúng ta sẽ phải xác định được xem cái mặt bằng tổng thể của công trình nó còn là móng cân hay là móng lệch. Thì nếu như mà móng lệch thì chúng ta sẽ phải làm cái móng chân vịt, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta sẽ phải làm một cái móng chân vịt và nó lệch về phía, nó không được sang phần đất của nhà hàng xóm. Cái thứ hai là chúng ta cần phải lấy cái thông tin khảo sát, đó là chúng ta cần phải biết được cái nền nhà có khảo sát địa chất hay không, có khảo sát hay không. Tốt nhất là chúng ta hãy yêu cầu chủ nhà cung cấp cho chúng ta cái khảo sát địa chất, bởi vì nó ở dưới đất chúng ta không thể biết được. Thế tuy nhiên thì đại đa số là với những công trình mà thiết kế nhà dân ấy, thì họ thường là tiết kiệm, cho nên là họ sẽ cắt bỏ cái phần này. Và khi thiết kế cái nền móng mà không có khảo sát địa chất thì nó sẽ có rủi ro, và chúng ta sẽ phải ghi vào trong bản vẽ là chúng ta sẽ giả định thiết kế đối với lại cái nền đất nó có cường độ là 1,5 kg trên 1 cm vuông và tương đương với lại là khoảng độ là 15 tấn trên 1 mét vuông. Chúng ta cần phải ghi vào câu đó vào trong bản vẽ. Và chúng ta cũng cần phải yêu cầu chủ nhà là sau khi chủ nhà đào đất làm móng xong, chúng ta phải yêu cầu họ, ít nhất là chúng ta phải yêu cầu họ chụp cho chúng ta cái ảnh để chúng ta có thể xác định được là cái đất vì nó có thể chịu được hay không, và tốt nhất là chúng ta có thể đến kiểm tra. Và một cái thông tin nữa là chúng ta cần phải hỏi chủ nhà, đó là chủ nhà có làm thạch cao hay không. Thì nếu như mà làm thạch cao thì chúng ta sẽ bố trí những cái dầm nó rất là dễ. Ở vị trí nào có cột là chúng ta có thể bố trí được dầm, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên đối với những cái nhà mà họ không làm thạch cao, họ chỉ chắt không chắt trần không thôi, thì khi đó thì chúng ta sẽ phải bố trí những cái dầm sao cho nó phải ở giấu ở vị trí những cái tường, thì như vậy nó vừa đảm bảo về mặt kỹ thuật và vừa đảm bảo về mặt thẩm mỹ, đúng không ạ? Đó là những cái thông tin rất là quan trọng khi chúng ta lấy thông tin từ chủ nhà. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải lựa chọn tính toán kích thước sơ bộ cho cái các cái cấu kiện trong một ngôi nhà của ta, ví dụ như là cột, dầm, sàn. Thì để tính toán ra được cái chiều dài của sàn thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức, đó là chiều dài của sàn thì nó sẽ bằng là cái hệ số D nhân với lại cái L chia cho M. Cái D là cái hệ số phụ thuộc vào tải trọng các bạn nhé. Cái D là cái hệ số phụ thuộc vào tải trọng. Cái D này nó sẽ có giá trị là từ 0,8 cho đến 1,4. Nó tùy thuộc vào cái tải trọng hoặc tải ở trên, hoa tải và tĩnh tải ở trên cái bàn sàn của chúng ta. Thì ví dụ đối với lại một cái sàn thì cái tải trọng hoa tải nhỏ nhất của nó là cái hoa tải mái không sử dụng thì nó sẽ là 30 kg trên 1 mét vuông. Còn nặng nhất thì nó có thể là những cái sàn nó xe chạy, nó sẽ là 500 kg trên 1 mét vuông, hoặc yêu cầu của chủ đầu tư cũng có thể lớn hơn. Tại nhà kho chứa thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái chủ đầu tư cung cấp cho chúng ta. Thì đó là cái hệ số D. Cái hệ số D này nó sẽ có giá trị là từ 0,8 đến 1,4. Tiếp theo cái thông số thứ hai đó chính là cái L. Cái L ở đây nó chính là cái khi chúng ta thiết kế một cái ô sàn thì chúng ta nên thiết kế, chúng ta sẽ thiết kế cho một cái ô sàn lớn nhất. Ví dụ trong một ngôi nhà thì các bạn cũng biết là có rất nhiều ô sàn, đúng không ạ? Thì không thể cứ mỗi một ô sàn mà chúng ta lại phải làm một chiều dày cho nó thì nó sẽ rất là bất tiện khi thi công. Cho nên là chúng ta sẽ làm một ô sàn lớn nhất, sau đó chúng ta thiết kế cho những ô còn lại. Thế thì cái L ở đây nó chính là cái nhịp ngắn
của cái ô sản các bạn nhé. Đấy. Cái L đây chúng ta nói là cái nhịp ngắn của ô sản lớn nhất. Thì một ô sản thì nó có chiều dài và chiều rộng, đúng không ạ? Chiều dài thì nó lớn hơn chiều rộng. Ở đây chúng ta sẽ lấy cái nhịp ngắn của nó là cái chiều rộng. Thế còn cái M là hệ số, nó phụ thuộc vào cái cách của cái liên kết của cái bàn sàn của chúng ta. Thì đối với lại cái bàn sàn nhà dân thức của chúng ta, đại đa số nó sẽ là cái thuộc loại bàn hoặc là kê một cạnh, hoặc là kê hai cạnh, hoặc là kê ba cạnh, hoặc là kê bốn cạnh. Thì theo các bạn thì nó sẽ là bàn kê mấy cạnh, đúng không? Chúng ta rất dễ nhìn thấy là đại đa số những cái sàn của ta thường kê bốn cạnh, đúng không ạ? Thì khi đó là cái hệ số M nó sẽ bằng là từ 35 cho đến 40 đó. Thế thì dựa vào công thức này, chúng ta sẽ tính toán cái chiều dài sàn của nó như sau. Ở đây chúng ta có cái ô sàn lớn nhất của chúng ta, nhịp của nó là 5m1, các bạn đối dựng đúng không ạ? Cái ô này là 5m1, thì còn cái chiều dài của ô sàn này là 5m7. Thế thì cái L, cái nhịp của sàn của chúng ta tính toán, nó chỉ là cái cạnh ngắn của cái nhịp lớn nhất, nó chỉ là 5m1, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhập nó vào cái công thức. Thì ở đây tôi đã tính toán sẵn cái nhập cái D ở đây chúng ta cứ để là 1 đi. Cái nhịp là 5,1m, cái hệ số M là 40. Chúng ta sẽ tính toán ra được cái chiều dài của sàn là 12,75cm. Thế thì chúng ta sẽ làm tròn chúng ta sẽ lấy là 12cm thôi. Đó, chúng ta sẽ lấy trong một khoảng là 12 hoặc là 13. Ở đây chúng ta có thể lấy 12. Thế còn cơ sở nào để chúng ta có thể quyết định được là chúng ta lấy 12 hay 13? Thì câu trả lời là sau khi chúng ta lựa chọn xong, chúng ta sẽ tính toán nó, chúng ta sẽ dựa vào cái hàm lượng thép của cái sàn. Nếu như cái hàm lượng thép của cái sàn nó sẽ rơi vào khoảng độ từ 0,3 đến 0,6% là đẹp nhất. Đó. Đây là chỉ là bước chúng ta lựa chọn thử sơ bộ thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn tiết diện dầm. Để lựa chọn tiết diện dầm thì chúng ta sẽ có cái công thức, đó là chiều cao của cái dầm thì nó sẽ bằng là chiều dài của dầm chia cho cái M. Cái M ở đây nó có thể là cái dầm chính hoặc dầm phụ. Đối với dầm chính thì cái M nó sẽ bằng khoảng độ là từ 8 đến 12. Đối với cái dầm phụ này thì cái L đây nó sẽ bằng là khoảng độ từ 12 đến 16. Thì ở đây chúng ta sẽ quý thu nhỏ cái màn hình nhỏ đây. Ví dụ như ở đây tôi thiết kế, chúng ta sẽ lấy cái nhịp lớn nhất đây là nhịp 5,7m. Thế thì chúng ta sẽ lấy cái 5,7 này để chúng ta thiết kế cho cái chiều cao của cái dầm. Thế thì ở đây khi M nó bằng là 10, nó bằng là 8 thì chúng ta sẽ tính ra cái chiều cao của dầm nó sẽ là 71. Thế còn khi M bằng 12 thì cái chiều cao dầm nó sẽ là 47. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn cái chiều cao dầm nó sẽ là bộ số có 5 các bạn nhé. Đấy, chúng ta không nên để lẻ nhẻ thì các bác thợ rất là khó thi công. Thế ở đây cái số chúng ta sẽ lấy là 47,5cm, hoặc là cho lên hoặc là cho xuống. Thế thì ở đây cái ngôi nhà này của ta là nó cao 4,2m, mà chúng ta để dầm nó cao 45 phân thì chiều dân cao của nhà nó cũng còn được bao nhiêu mấy cả. Cho nên chúng ta sẽ lựa chọn cái chiều cao của dầm là 45cm nhé. Và đây chỉ là cái lựa chọn sơ bộ thôi. Làm sao để biết được là chúng ta lựa chọn chính xác là chúng ta sẽ phải tính toán kết cấu, sau đó chúng ta phải ra hàm lượng phần trăm của thép. Thế đối với hàm lượng phần trăm của thép nó sẽ hợp lý trong khoảng từ 0,6 cho đến 1,2%. Đấy là hàm lượng kinh tế nhất. Bê tông và cốt thép làm việc hiệu quả nhất. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái tiết diện dầm là cao 45cm và rộng 22cm, đúng không ạ? Nhưng ô sàn này của chúng ta, nó kích thước của nó khá là tương đồng. Thì ở đây như vậy là các cái nhịp của các cái dầm này nó khá là tương đồng. Thế thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn một loại tiết diện thôi là 22x45. Trong một cái mặt bằng kết cấu thì chúng ta không nên lựa chọn quá nhiều các loại tiết diện, gây ra khó thi công.
chúng ta chỉ nên lựa chọn là 2 hoặc 3 là cùng thôi, không nên lựa chọn quá nhiều cái diện. Tiếp theo, là chúng ta sẽ lựa chọn tiết diện cột. Để lựa chọn được tiết diện cột thì chúng ta dựa vào công thức đó là diện tích của cột thì nó sẽ bằng là hệ số K nhân với lại là N chia cho R. Cái F này nó chính là diện tích của cái cột. Thế còn cái K nó chính là cái hệ số ảnh hưởng của moment. Nếu như các cái cột biên thì moment nó lớn chúng ta sẽ lấy là từ khoảng độ 1,3 đến 1,5. Thì còn những cái cột giữa chúng ta sẽ lấy khoảng độ là từ 1,1 cho đến 1,3. Thì còn cái N ở đây, đó chính là cái lực dọc tại chân cột tầng 1 các bạn nhé. Chân cột tầng 1 tức là lực dọc lớn nhất của cột ấy. Ví dụ một cái ngôi nhà của ta nó có nhiều tầng thì chúng ta không lấy tầng trên, chúng ta chỉ lấy lực dọc chân cột tại tầng 1 thôi là cái lực dọc lớn nhất. Tiếp theo là cái R, N này đó chính là cái cường độ chịu nén của cái bê tông mà chúng ta thiết kế. Và cái R, N này thì chúng ta sẽ tra bảng ở trên cái tiêu chuẩn 5574/2018 của chúng ta. Thế thì ở đây nhà chúng ta là nhà nó khá là đơn giản, nhà nó một tầng nên là tôi sẽ sử dụng cái bê tông là bê tông mắc 200 thôi, cường độ của nó là 85 kg/1 cm². Thế còn cái diện chịu ở trong cái N này thì các bạn để ý cho tôi rằng là nó có cái N này nó sẽ bằng là M nhân với Q nhân với F. Thế thì cái M ở đây là gì, Q ở đây là gì và F ở đây là gì? Tức là cái lực dọc chân cột tại tầng 1 ấy, thì nó sẽ bằng là M nhân Q nhân với F. Cái M ở đây đó chính là cái số tầng của chúng ta. Nếu như nhiều tầng thì chúng ta nhân với lại nhiều tầng. Ở đây là một tầng chúng ta sẽ để hệ số M ở đây là 1. Cần đến Q, Q chính là cái tải trọng tính sơ bộ trên 1m² để chúng ta có thể lựa chọn cái tiết diện cột này. Thế thì đối với lại các cái nhà thông thường thì chúng ta sẽ để vừa tính tải vừa hoàn tải vừa tải tường vân vân thì nó sẽ vào khoảng độ 1,3 tấn/1m², tức là khoảng 1,300 kg/1m². Thế còn cái F này, nó chính là cái diện chịu tải của cột. Quý giờ đang trang trên. Cái diện chịu tải của cột là gì? Diện chịu tải của cột đó chính là cái phần diện tích tải trọng truyền vào cái cột đấy. Thế thì để xác định ra được cái diện chịu tải của cột là chúng ta sẽ làm nó như sau. Thế thì ở đây tôi sẽ tính toán, chúng ta sẽ tính toán cho cái cột lớn nhất là cái cột trục 2D các bạn nhé. Thế thì để tính ra được cái diện chịu tải của nó thì chúng ta làm như này. Các bạn có đoán được đây là cái đường màu xanh này mà tôi vẽ nó là cái đường gì không các bạn nhỉ? Chính xác. Đấy, cái đường màu xanh là cái đường giữa hai tim cột của chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ vẽ bằng AutoCAD, chúng ta có thể vẽ cái đường X-line. Vẽ cái đường ở phía trên, vẽ cái đường giữa hai tim cột ở phía dưới, vẽ cái đường tim cột ở phía bên tay trái cột, vẽ cái đường giữa hai tim cột ở phía bên tay phải cột, và chúng ta ra được cái hình chữ nhật này. Và chúng ta có thể dùng cái lệnh là RNC vẽ hình chữ nhật, sau đó chúng ta đo diện tích của hình này, nhấn cắt chữ 1 là chúng ta sẽ có ngay cái diện tích của hình này, được không nhỉ? Đấy. Thế thì cái diện tích của hình này thì nó sẽ là 5,7 này cộng với 1,5 chia 2, đây là chiều chiều dài. Thế chiều rộng của nó thì nó sẽ là ở đây của chúng ta là 5,1 này. Chúng ta vừa dựng 15 phút. Thế như vậy là cái diện tích chịu tải này của thời gian bắt đầu sẽ là mời các bên trái hỗ trợ bên phải chia hai đến giờ với lại bên trên và bên dưới chia hai, được không nhỉ? Và khi đó cái diện tích chịu tải của nó sẽ là đây là nó sẽ là con số là 16. Tôi đã tính ra ở đây, được không nhỉ?
là những công thức mà nó đề ra. Thì như vậy là chúng ta sẽ xác định ra được cái n đây, n nó bằng là 1 này nhân với lại là ở đây chúng ta để là 1.300 được không nhỉ? Ở đây là diện chiều tải là 16.2. Thế thì chúng ta sơ bộ xác định ra được cái lực dọc ở dưới chân cột của tầng 1 nó chỉ là 16.200. Thì các cái nhà cao tầng thì người ta chúng ta chỉ thay đổi một cái hệ số 1 ở đây. Chúng ta đánh được nhà 5 tầng là đánh ở đây số 5 thì lập tức nó sẽ thay đổi. Thế thì sau khi chúng ta tính toán như vậy thì diện yêu cầu của cột nó sẽ là 209.6 cm². Thì nếu như chúng ta mà làm cột vuông thì sao? Thì chúng ta lấy cắt bằng 2 thì nó sẽ là 14.5. Thì tuy nhiên đối với lại những cái nhà của chúng ta thì chúng ta sẽ thường lấy cái cột nó bé nhất là phải theo cái ít nhất là phải bằng bề rộng của tường, đúng không nhỉ? Tường của chúng ta, tường ở miền Bắc sử dụng là tường 220, tường 22 cm. Thì khi đó chúng ta sẽ phải lựa chọn cái cột tối thiểu của nó là 22. Và chúng ta sẽ lựa chọn cột là 22 x 22 cm². Tiếp theo là chúng ta sẽ phải dựng sơ bộ mặt bằng kết cấu cho nó. Thế sau khi chúng ta đã tính toán xong tất cả, chúng ta sẽ dựng sơ bộ cái mặt bằng cột ở đây. Cái mặt bằng cột ở đây chúng ta đi tất cả những cái kích thước 220 ở đây. Đồng thời chúng ta sẽ nên ghi lại những cái cao độ của những cái cột này. Bởi vì đây là một nhà một tầng thì nó rất là đơn giản. Thì tuy nhiên có những nhà mà các bạn làm 2, 3, 4 tầng chẳng hạn, có những vị trí cột này phải đi lên tận tầng mái. Tuy nhiên có những vị trí ở đây chẳng hạn, nó chỉ chắc là tại tầng 2 thôi, được không nhỉ? Thì khi đó chúng ta cần phải ghi rõ vào đây để cho người thợ người ta chỉ riêng mặt bằng cột này thôi, người ta cũng có thể thi công đúng cái cao độ đỉnh cột của chúng ta, đúng không nhỉ? Rất nhiều trường hợp mà chúng ta không ghi ở đây, thợ người ta không thi công đúng, người ta cứ tất cả cột người ta đi lên tận tầng 4 hết và nó sai, và cái đập phá nó rất là mệt mỏi, mà xây nhà nó rất kiêng đập phá các bạn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ mặt bằng kết cấu cho nó. Thì ở trên mặt bằng kết cấu thì chúng ta sẽ thể hiện tất cả những cái đường nét đứt ở đây là những cái viền đường nét quất của cái dầm. Cái này thì chúng ta học ở hình học lớp 11 rồi, đúng không ạ? Những cái gì mà quất thì chúng ta sẽ ghi ở nét đứt, những cái viền ở đây là nét liền. Chúng ta ghi tất cả những tiết diện dầm ở đây, dầm cao 22, dầm 24, 45. Thì đó là những cái thông số cơ bản. Thì ngoài ra ở mặt bằng kết cấu chúng ta cần phải ghi thêm những cái thông tin rất là quan trọng, là chúng ta cần phải định vị từ tất cả những cái điểm. Ví dụ đây là cái lỗ để lấy thang mái, đây là những cái điểm là rìa mái đua ra, hoặc là quan trọng hơn nó có thể là những cái vị trí tách nước. Tách nước thì thường chúng ta sẽ sử dụng tách nước là 2 khối, hoặc là với những nhà lớn ta sẽ sử dụng 4 khối, thì tương ứng với tải trọng của lò nước. Ví dụ tải trọng tách nước là 2 khối thì nó sẽ nặng bao nhiêu tấn các bạn nhỉ? Đúng không? Nước là nó có khối lượng gì là 1, cho nên là cứ 2 khối nước là 2 tấn. Thì nếu như chúng ta không chỉ định rõ ở đây, các bác thợ lại đặt ở giữa ô sàn chẳng hạn, thì nó sẽ gây nứt ra sàn, đúng không nhỉ? Và nó sẽ bị thấm các bạn nhé. Đây là một cái kinh nghiệm mà tôi khuyên mọi người là khi thiết kế chúng ta phải nên ghi rõ vị trí thép nước ở đây. Chúng ta phải định vị tất cả cái điểm và chúng ta ghi lại cái cao độ sàn, cái độ dày của sàn ở đây. Độ dày sàn ở đây chúng ta tính ở vừa xong là 12 cm.